Khi được người cũ nhắn tin, những người còn tình cảm kiểu: Hôm nay người cũ hỏi, dạo này anh thế nào? Không cầm được nước mắt, giọt lệ bỗng tuôn trào, nhắn một dòng ngắn ngủi, anh vẫn ổn không sao? Những người nửa yếu lửa hận kiểu: Hôm nay người cũ hỏi, dạo này anh thế nào? Mình lặng người chợt nghĩ, thế nào là làm sao? Mình vốn dĩ rất ổn, vẫn hay cười hay quên, tiền kiếm nhiều hơn trước, đôi lúc cũng ưu phiền. Không hiểu là người cũ muốn mình đang thế nào? Mình ngông cuồng định nhắn, tao thế nào kệ tao. Nhưng rồi mình tắt máy, đi ra đường ăn chơi, đã xem không thèm rép, cho mình thêm nhẹ đời. Với những người đã cũ, thế nào cũng là dưng, hỏi thăm chi cho mệt, chỉ càng thêm nhì nhằng. Còn tôi kiểu: Hôm nay hỏi người cũ, em thế nào, chết chưa? What?